Chiến thắng 2-1 trước Ajax vào tháng trước cũng chính là trận thắng gần nhất của Liverpool trong các trận đấu gần đây. Những chấn thương của các trụ cột khiến sức mạnh của Lữ đoàn đỏ đang giảm sút nghiêm trọng. Mới đây, Liverpool còn để Brighton cầm hòa 3 đều tại giải Ngoại hạng Anh. Một trận đấu cảnh báo thêm những vấn đề nơi hàng phòng ngự. Tuần này, thầy trò huấn luyện viên Klopp sẽ có chuyến tiếp đón đội bét bảng Rangers tại đấu trường Cúp C1. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn để The Kop có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng A của Napoli và lấy lại sự tự tin cần thiết. Dù đang không có được phong độ tốt, nhưng sự vượt trội về trình độ lẫn lợi thế sân nhà thì một chiến thắng được dự đoán là không quá khó khăn đối với đoàn quân của chiến lược gia người Đức. Rangers chơi không tệ ở đấu trường quốc nội, bằng chứng là họ đã có 2 trận thắng liên tiếp gần đây cùng với vị trí nhì bảng sau 8 vòng đã đấu. Nhưng ở đấu trường Cúp C1, đội bóng của huấn luyện viên Giovanni đã thua đậm ở cả 2 trận gặp Ajax và Napoli. Rõ ràng, đẳng cấp giữa hai câu lạc bộ là khá chênh lệch, nhưng trước một Liverpool đang gặp khá nhiều vấn đề như hiện tại, đội bóng của Scotland hoàn toàn có thể nghĩ tới một điều bất ngờ. Dù vẫn còn nhiều cái tên gặp chấn thương, nhưng ít nhất một vài trụ cột như Alcantara, Fabinho, Konate hay Robertson đã quay trở lại. Điều này sẽ giúp Liverpool có được sự chắc chắn nơi tuyến giữa, vấn đề khiến sức mạnh của họ bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu mùa. Rangers cũng có cùng cảnh ngộ với Liverpool khi danh sách chấn thương của họ khá dày đặc khi có tới 6 cái tên không thể ra sân. Dù không có quá nhiều những ngôi sao nhiều đối thủ, nhưng bên phía đội khách cũng vẫn có một vài cái tên đáng chú ý như Antonio Colac, người đã có 8 bàn thắng cho Rangers mùa này. Rangers đã thắng Liverpool ở lần gặp nhau duy nhất giữa hai đội tại mùa giải Cúp C1 2011-2012. Lúc này, cả hai đội có phong độ gần như là tương đương nhau khi cùng có 2 trận thắng trong 5 lượt trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trận này, Liverpool chấp Rangers 2/1/4. Kèo chấp được giới chuyên môn đưa ra là khá cao, nhưng với một đội hình đẳng cấp vượt trội về mọi mặt, có thể tin tưởng thầy trò Klopp trong trận đấu tới đây. Liverpool cũng rất cần một chiến thắng để giải tỏa những áp lực đang có. Vì thế, họ sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để cạnh tranh cho ngôi nhất bảng. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 3/1/2. Bên cạnh tỷ lệ kèo chấp rất cao, nhà cái cũng đưa ra một tỷ lệ tài xỉu lên tới 3.5. Điều đó chứng tỏ giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng giành chiến thắng của Lữ đoàn đỏ trong trận đấu tới đây. Tuy nhiên, với sức mạnh hàng công chưa thực sự rõ nét trong giai đoạn hiện tại, việc để thầy trò Klopp vượt qua mốc 3 bàn ở trận đấu tới là không cao. Dự đoán của thể thao và văn hóa: Liverpool thắng Rangers với tỷ số 3-0.